Tập phim Gấu bông yêu dấu. Dì bán cho con 10 quả cam. Gấu bông mâm mâm bánh đi nào, uống trà nữa nhé. Gấu bông yêu dấu ơi, mình sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé. Chính con gấu bông đó đã phá anh em mình. Phải cho nó biết tay mới được. Vàng, em phải bỏ con gấu bông đó đi mau. Nó là thứ xấu xa phá phách, không phải đồ chơi đâu. Mọi người nhầm rồi, gấu bông của em đáng yêu lắm, không làm hại ai đâu. Đưa ngay con gấu đó cho anh. Không. Phải tìm cách vạch mặt con gấu bông quái quỷ đó mới được. Không được nhảy. Không được nhấn. Có chuyện gì vậy các anh? Gấu bông của em. Vàng à, đây là con gấu bông phá phách. Nó đã vẽ bậy lên tường và làm hỏng ghế salon. Bằng chứng nè. Bọn anh sẽ đưa nó tới vườn thú hư. Ôi, gấu bông của chị ơi. Vàng đừng buồn, như vậy là tốt cho tất cả. Mọi người ơi, nguy rồi. Có chuyện gì vậy Bút chị? Mọi người đọc đi. Các anh yêu dấu của em, em không thể sống xa gấu bông được. Em đã quyết định chuyển đến ở chung với gấu bông trong vườn thú hư. Chúc các anh có một cuộc sống vui vẻ mà không có em. Ký tên em vào.